10 ngày sắp tới, mùng 5 đến 15 âm lịch, ba con giáp trung số cực động, bất ngờ đổi đời, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán vận may vào mỗi năm, thì trong mỗi một thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất. Nếu như không thể giàu có, thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp, bản thân mỗi người phải luôn tự nỗ lực, cố gắng hết sức để đạt được những điều mà mình mong muốn. Trong năm Canh Tý 2020, có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm 10 ngày sắp tới sẽ có 3 con giáp được phù trợ nồng hậu. 3 con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, những thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển, vững vàng và ổn định, giúp cho họ có được một cuộc sống viên mãn về sau. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là 3 con giáp may mắn nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Một, tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khôn khéo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến những người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi Tỵ là con giáp may mắn hiếm ai sánh bằng trong 10 ngày sắp tới và kể cả những ngày tiếp theo. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn trong suốt một năm vừa qua đã được đền đáp xứng đáng, bởi nhiều phương diện của cuộc sống đều có những bước phát triển rất khả quan. Trên phương diện sự nghiệp, dưới sự phù trợ của tam hợp, thì dù bản mệnh là người làm trong công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được những kết quả xứng đáng. Tam hợp còn cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi, dù có vướng phải khúc mắc gì cũng thường nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thời điểm này cũng là cơ hội thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, tham gia thi cử và cạnh tranh để thăng quan tiến chức. Người có chức có quyền cũng được nhận được sự tôn trọng, nể phục của cấp dưới và mọi người xung quanh, có bước thăng tiến vững vàng. Nguyên lệnh Lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh, quyền thế. Tử vi còn cho thấy tài lộc của người tuổi Tỵ cũng có nhiều điểm sáng đáng kể. Bạn gặt hái được những thuận lợi từ nhiều mối làm ăn trước đó nên túi tiền lúc nào cũng dư giả. Tam hợp còn mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Ngoài ra, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao để đầu tư vào đúng chỗ, khiến việc kiếm tiền trở nên trôi chảy hơn nhiều so với khoảng thời gian trước đó. Đế Vượng khuyên bản mệnh tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao, từ thiện. Rất có thể, việc tham gia các hoạt động này sẽ giúp bạn khẳng định được tên tuổi hoặc tiếp xúc với những nhà đầu tư lớn, những người có chức, có quyền sẽ trợ giúp bạn trong sự nghiệp ở tương lai. Chuyện tình cảm tiến triển êm đềm đối với các cặp đôi, hai người đã dần biết thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Trải qua những khó khăn trắc trở trước đó, đôi bên càng trở nên kiên định hơn với tình cảm của mình. Bạn và người ấy có thể dần suy tính đến những chuyện xa xôi. Tuy nhiên, Bạch Hổ lại cảnh báo những tác động không mong muốn đối với sức khỏe của bạn. Con giáp này, dù có đang thuận lợi, thành công đến mấy thì cũng không nên lao động quá sức.
Hãy giữ gìn sức khỏe của mình, bởi đó chính là cái vốn quý giá nhất giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, không chỉ ở hiện tại mà còn ở tương lai. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Tỵ hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tỵ đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân canh ghét, đồng thời đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí và mang lại bình an cho bản mệnh. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. 2. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Hợi là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Tử vi tháng 12 âm lịch có nói, thời điểm 10 nghi sắp tới có thể gọi là khoảng thời gian gặt hái được thành quả của những người tuổi Hợi. Bạn đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực khiến những người cảm thấy ngưỡng mộ, chủ yếu là bởi bạn đã cố gắng dựa vào sức của chính mình. Còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy. Trên phương diện sự nghiệp, tam hội cho thấy bạn làm việc vô cùng thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được nhiều cơ hội đáng quý. Đồng thời, nếu có gặp phải khó khăn, bạn cũng không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Nguyên lệnh lưng thai cho thấy bạn đang ôm những khát vọng cao xa, nên nhớ rằng càng cố gắng bao nhiêu, bây giờ càng vất vả bao nhiêu thì tương lai càng được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu. Bên cạnh đó, các cát tinh Nguyệt Mã và Thiên Vu cũng đem đến không ít may mắn cho người tuổi Hợi. Quan trọng là bạn phải nhạy bén, nắm bắt thì sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh cũng có những bước phát triển đáng mừng. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính bạn cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả cũng không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh nhờ có quý nhân tam hội giúp đỡ, bạn tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng. Đôi bên hợp tác tốt đẹp nên lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Sinh mã còn cho thấy bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều trong lúc này, đặc biệt là với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán bất động sản, vận tải đường dài. Những người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, xứng đáng với công sức lao động của mình. Thậm chí có một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Rất tiếc là trên phương diện tình cảm, bản mệnh lại không đón nhận được những tín hiệu tích cực. Có thể là bạn đang quá bận rộn với việc làm giàu nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia hoặc gia đình mình. Chẳng ai có thể làm hoàn hảo mọi thứ cùng một lúc, song bạn cũng nên sắp xếp thời gian để có thể cân đối mọi việc. Như vậy sẽ tốt hơn với chính bản thân bạn và tất cả mọi người. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 3. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tử vi 10 ngày sắp tới cho thấy, vận trình của người tuổi Tuất dù không quá sáng sủa, nhưng bản mệnh không cần phải quá bi quan. Bởi nếu bạn cố gắng không ngừng, không chịu đầu hàng, số phận, thì dần dần bạn sẽ tìm cách khắc phục được khó khăn, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Trên phương diện sự nghiệp, Sửu Tuất tương hình đẩy bản mệnh và tình huống luôn phải chịu áp lực tinh thần. Bạn có thể nhận thấy rằng con đường mình đi có quá nhiều trắc trở. Những lúc như vậy, bạn nên dừng lại để có thể đánh giá tình hình chính xác hơn. Bạn cũng nên tự kiểm điểm bản thân xem có phải
là mình đang tự tin thái quá, lúc nào cũng cho mình là con giáp tài giỏi, muốn xông lên phía trước mà bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh. Tài chính không có nhiều biến động rõ rệt trong thời điểm này, bạn cần phải chú ý trong các trường hợp xã giao, chớ nên để mất lòng người khác, khiến nhiều cơ hội hợp tác trôi qua tay. Với những người làm công ăn lương, nguyên lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn là một người chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Vì vậy, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Có thái âm các tinh chiếu mệnh, nhân duyên của bản mệnh khá tốt, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu muốn đến với ai thì bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng. Bạn không nên nhìn nhận và đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, tìm hiểu về nhau, lúc đó bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận may không may mắn, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó, pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!